Hà Trân, Mỹ Linh, Thanh Lam và Hồng Nhung là bộ tứ diva vàng bóng một thời. Giờ đây, mỗi người đều đã có cho mình những con đường riêng biệt. Hãy cùng tìm hiểu đôi nét về bốn nữ diva này nhé. Đầu tiên, diva Hà Trân. Diva Hà Trân là người trẻ tuổi nhất trong bộ bốn diva của Việt Nam. Cô là người có cá tính và chất giọng lạ khó lẫn vào đâu được. Thời gian gần đây, diva Hà Trân còn gây sốt bởi nghi vấn trở lại trong show The Masked Singer Việt Nam. Năm 2004, sự nghiệp âm nhạc đang trên đỉnh cao của danh tiếng, Hà Trân quyết định kết hôn cùng một nhà sản xuất âm nhạc Việt kiều tên Bình Đoàn. Cả hai có khoảng 3 tháng yêu nhau trước khi chính thức về chung một nhà. Kể từ đó, diva Hà Trân chuyển sang Mỹ định cư và không còn hoạt động nghệ thuật năng nổ như trước. Sau 4 năm hôn nhân mặn nồng, cặp đôi chính thức chào đón cô công chúa nhỏ tên là Nala. Thời điểm hiện tại, diva Hà Trân thi thoảng vẫn tham gia các chương trình biểu diễn tại trong và ngoài nước. Như bao người khác khi sang Mỹ định cư, diva Hà Trân có cuộc sống bình yên bên cạnh ông xã và các con. Có nhiều lần tiết lộ dù không còn năng nổ như trước, nhưng bản thân vẫn luôn giữ niềm đam mê ca hát mãnh liệt. Nữ diva hạnh phúc với những gì mình đang có ở thời điểm hiện tại. Thứ hai, diva Mỹ Linh. Đã nhiều năm trở lại đây, diva Mỹ Linh lui về hậu phương cho con gái và ông xã. Cô và nhạc sĩ Anh Quân kết hôn vào năm 1998, đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp lẫn trong đời sống. Ai cũng biết trước khi đến với Mỹ Linh, Anh Quân đã từng kết hôn với một người phụ nữ ngoại quốc và có cô con gái riêng tên là Anna Trương. Hiện tại gia đình diva Mỹ Linh đang có cuộc sống an yên trong căn biệt phủ ở ngoại thành. Thi thoảng diva Mỹ Linh vẫn trình diễn một số bản hit một thời của mình, song không cho ra mắt thêm các tác phẩm mới. Hiện tại các con của diva Mỹ Linh đều đã lớn khôn và trưởng thành có sự nghiệp riêng. Trong đó, Mỹ Anh chính là người nổi bật nhất khi tiếp nối sự nghiệp ca hát của gia đình. Trong khi đó, con gái lớn của nữ diva vừa kết hôn. Người duy nhất trong gia đình nghệ sĩ không theo đuổi con đường âm nhạc là con trai lớn của Mỹ Linh. Thứ ba, diva Hồng Nhung. Diva Hồng Nhung hiện đang có cuộc sống hạnh phúc với bạn trai người Pháp. Cô từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, từng nghĩ sẽ không thể mở lòng thêm một lần nào nữa. Thế nhưng sự xuất hiện của bạn trai đã khiến cô thay đổi. Mối quan hệ của cả hai được hai bên gia đình và bạn bè ủng hộ nhiệt tình. Hiện tại gia đình của Hồng Nhung đang sống trong một căn hộ thuộc thành phố Paris cùng các con. Cả gia đình ban đầu chỉ định ở Pháp nghỉ hè, nhưng lịch học online của Tom và Tép kéo dài hơn dự kiến nên họ quyết định ở lại luôn một năm. Bạn trai rất yêu thương và trân trọng con riêng của nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, dù đã ngưỡng tuổi U60, song diva Hồng Nhung vẫn luôn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Nữ diva chăm chỉ luyện tập yoga và giữ chế độ ăn uống lành mạnh để sở hữu thân hình chuẩn chỉnh, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Thứ tư, diva Thanh Lam. Trải qua nhiều lần đổ vỡ, hiện tại diva Thanh Lam đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Cô và bạn trai bác sĩ đã làm lễ giảm ngõ trong mùa dịch trước sự chứng kiến của người thân. Thời gian gần đây, nữ diva sinh năm 1969 rất chăm chỉ chia sẻ về những hạnh phúc của bản thân. Nữ ca sĩ vẫn chăm chỉ theo đuổi nghệ thuật dưới sự hỗ trợ của ông xã. Được biết, ông xã của diva Thanh Lam là bác sĩ chuyên khoa mắt Đông Anh. Chia sẻ về cuộc tình của mình, cô nói: "Cuộc đời còn rất dài, chẳng ai biết chắc chắn điều gì. Bây giờ tôi chỉ biết rằng chúng tôi hiện là tri kỷ luôn đồng hành trong cuộc sống của nhau. Bạn bè xung quanh thích tôi làm đám cưới nên cứ hay trêu đùa. Sau đám cưới của con gái, anh Quốc Trung còn trêu là chờ show tiếp theo của tôi. Chúng tôi muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, cái gì đến sẽ đến." Phiên bản trong tình yêu, diva Thanh Lam được nhận xét là ngày càng trẻ trung cả về ngoại hình lẫn phong cách âm nhạc. Trên đây là đôi nét về cuộc sống hiện tại của bốn nữ diva đương đại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hữu ích nữa nhé.